hello anh em, hôm nay shop mình xin giới thiệu cho anh em bộ nồi trước Coso dành cho Vario Click AB125, AB150 tại Việt Nam. Rồi thì bộ này á thì uh, thích hợp với anh em nào mà muốn đi êm, uh, bóc hơn zin nồi không bị uh, gầm hay là bị gào nồi nha. Đây, thì bộ nồi trước của Coso thì nó gồm có đầu tiên là có lò xo nha. Rồi xo thì được đóng logo coso đàng hoàng nha anh em. Rồi tiếp theo là sẽ có ba cái lò xo ba càng đi theo và giấy hướng dẫn và hai cái tem coso nha. Rồi tiếp theo là sẽ gồm có chén bi cánh quạt. Đây. Chén bi cánh quạt thì uh, cánh quạt thì có đóng logo coso luôn nha anh em. Đây. Rồi và có luôn cả nắp đậy bi nắp đầy bi và ba kẹp trượt và có luôn 6 viên bi nha rồi thì bộ này á mình xin nói lại nha bộ này là dành cho anh em nào đi vario click ab sh việt nam anh em nào mà muốn đi êm nè bóc hơn zin nồi không có bị gầm gừ hay là gào thì đi bộ này là đúng bài luôn nha đó bộ này bên mình là bao gắn bao canh chỉnh hết nha anh em muốn xem và tham khảo thì cứ ghé shop mình nha đó, có sẵn 6 viên bi hết qua là shop mình là bao gắn và bao canh chỉnh cho anh em có ship code hết anh em cọc tiền cho mình hoặc là chuyển khoản cho mình thì mình sẽ ship code cho anh em thì uh, shop mình nằm tại địa chỉ trong hẻm số 14 sẹt 1 cây keo phường Hiệp Tân quận Tân Phú số điện thoại 0708 79 năm rồi anh em có nhu cầu gì thì cứ ghé shop mình hoặc là gọi cho mình hoặc là inbox qua Facebook cho mình nha rồi mình xin cảm ơn anh em đã xem video của mình rồi chào anh em